Ủa mẹ, gì con sáng giờ con không thấy nhỏ Ánh đâu hết vậy mẹ? À, sáng giờ đó hai mẹ con với quê có việc nên về sớm rồi con. Vậy chừng nào Ánh mới lên nữa mẹ? Thì chừng nào họ xong việc họ lên thôi con. Mấy giờ rồi? Sao thời gian trôi lâu dữ vậy trời? Trời, nhỏ đó là nhỏ nào? Vậy ăn cơm kìa. Đeo thiệt. Ủa thiệt hả? Sao bà ở đây? Tôi không ở đây thì tôi ở đâu? Thì ý là về quê đó. Hai mẹ con tôi về quê có công chuyện. Bây giờ xong rồi thì mẹ tôi cho tôi lên trước, mẹ tôi lên sau. Rồi sao về quê không báo cho một tiếng? Nói làm cái gì? Thì tôi là ông chủ mà, tôi cho về được về, nghe chưa? Cái thằng cha này bị gì vậy trời?